Chào Nguyễn Đăng, chào chú Long Thủy, chào Yến Ly, chào Trương Đồng Khởi. Vâng, chào Trương Đồng Khởi. Dương Vi lâu không vùng live. Đáng nhẽ hôm qua làm live nhưng mà lại bận quá. Hôm qua lại muốn nói về cái tên Phạm Hòa Bình một chút, nhưng mà thôi thì hôm qua có chú Bằng với anh Bình Dương nói về tên này rồi, nên là Dương Vi sẽ không nói sâu vào cái tên Phạm Hòa Bình, chỉ nói về cái nhóm của Phạm Hòa Bình mới thành lập, đó là nhóm Địa Long, mà do tên tiến sĩ Cao Đức Toàn làm nhóm trưởng. Vâng, chào Yến Ly. Cái nhóm Địa Long thì mới thành lập đầu năm 2019 này thôi. Đấy. Ở trong nước ấy, thì cũng có thành lập rất là nhiều nhóm, nó mang tính chất là mua thần bán thánh, lợi dụng vào việc đó để đấu tranh xuyên tạc chống phá đảng nhà nước. Đấy. Còn nhóm Rồng Tiên này, nhóm Địa Long, còn mấy nhóm mê tín dị đoan nữa. Châu La Khải là hay đi vào các diễn đàn ấy, nên là Châu La Khải nhớ những cái diễn đàn ấy rất là rõ. Trong cái nhóm Địa Long này nổi lên á, có Sophia Ngọc Nguyễn là cánh tay phải đắc lực của cái tên Cao Đức Toàn, tiến sĩ Cao Đức Toàn. Và Dương Vi sau này sẽ vào chi tiết hơn. Chào Đỗ Hằng. Bọn chúng á, lợi dụng vào cái hình ảnh vua Hùng Vương, đời thứ nhất vua Hùng Vương á, có nghĩa là bọn chúng lấy cái hình ảnh vua cha dân tộc Việt Nam, tức là quốc tổ vua Hùng, Hùng Vương á, để làm cái bàn đạp chúng mua thần bán thánh. Người mà bọn chúng tôn lên để làm thánh tiếp theo như kiểu vua tổ Hùng Vương á, đời thứ nhất á, là tên Cao Đức Toàn. Bọn chúng phong là nhập thập đại cư sĩ, tiến sĩ Cao Đức Toàn. Đấy, là một tên tiến sĩ rởm giả danh đang sống lưu vong ở Mỹ. Mà Sophia Ngọc Nguyễn á, về nước cùng với thằng Phạm Hòa Bình để dự một cái đám cưới, nhưng mà không biết cái đám cưới này thật hay giả ở tại Vĩnh Long. Có khả năng bọn chúng dựng cái đám cưới lên mục đích là che mắt cơ quan an ninh và người dân ở địa phương, là thứ nhất. Cái thứ hai á, bọn chúng tập hợp được nhiều người ủng hộ cái nhóm Địa Long của bọn chúng. Mà trong cái nhóm Địa Long bọn chúng tập hợp ở trong nước, ở tại Vĩnh Long này có khoảng 12 đến 13 tên. À, bọn chúng đi chơi và đi tham gia đi lễ chùa lễ Phật ở rất là nhiều nơi. Hôm qua Dương Vi có comment tranh luận với Sophia, mà Sophia nói rằng Nam Mô A Di Đà, lại tiếp tục nói thêm câu là A Di Đà Phật, nghĩa là Chúa Amen, vừa Phật vừa Chúa. Đấy, chả biết là cái đạo của bọn chúng là đạo gì, không biết nữa. Thì trong quá trình hoạt động ở tại Vĩnh Long á, người dân ở xung quanh nó, người ta cảm thấy rất là bức xúc. Thậm chí người ta đã đến cơ quan công an địa phương, người ta tố cáo cái nhóm này. Đấy, cho nên được mời lên làm việc. Sau khi mời làm việc đó thì bọn chúng đã không chấp hành. Mà trước đấy là ngày 18
là tên Phạm Hòa Bình đã được cơ quan an ninh của huyện cái huyện huyện gì nhỉ huyện hiện tại là bọn chúng đang cư trú ở tại xã Song Phú, nhưng mà cái huyện thì Dương Vi tìm cái đấy. Như huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long đâu nào. Đúng rồi, huyện Tam Bình, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Thì cơ quan an ninh điều tra của tỉnh Vĩnh Long ấy, có viết giấy mời mời tên Phạm Hòa Bình, mà Phạm Hòa Bình này là quê ở Vĩnh Long, mời lên gặp cơ quan an ninh điều tra của huyện Tam Bình để làm việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng mà tên Phạm Hòa Bình đã không lên, nên công an xã Song Phú đã tạm giữ xe ô tô vì có xảy ra xích mích giữa người thuê và người cho thuê, nên giữ lại xe tại xã Song Phú và mời cơ quan an ninh của huyện Song Phú xuống làm việc. Đến giờ chính thức bắt nhốt hay chưa là chưa rõ, nhưng khẳng định rằng cơ quan an ninh của huyện Tam Bình và tỉnh Vĩnh Long đã nhận thấy cái tên Phạm Hòa Bình này là một thành phần nguy hiểm, cấu kết với Sophia Ngọc Nguyễn. Mà Sophia Ngọc Nguyễn, tất cả các bạn ở trên này không ai lạ gì, khi ở bên Mỹ livestream và nói về đảng nhà nước xuyên tạc khá là nhiều, nhưng mụ này là không bao giờ chửi thô lỗ thô tục như người khác, mà xuyên tạc như kiểu thằng A Quy á. Mãi sau năm 2018 thì đấu tranh theo một mình là theo hình thức một mình là không hiệu quả, nên bọn chúng đã gặp cả Tiger Nguyễn thông qua mạng á, gặp Tiger Nguyễn này cùng với cái tên Phạm Hòa Bình, Trinh Lê, mà đứng đầu là Cao Đức Toàn, thành lập ra cái nhóm Địa Long, mà nhóm Địa Long này lại lấy hình ảnh Vua Hùng Vương, đời thứ nhất Vua Hùng Vương á, ra làm cái hình ảnh để bọn chúng gây dựng và kêu gọi mọi người tham gia vào cái hội nhóm Địa Long của bọn chúng. Hello Sông Văn. Hôm qua Dương Vi đăng một cái bài nói về cái tên Phạm Hòa Bình đang bị cơ quan công an mời lên làm việc và gây lộn xộn ở xã Song Phú ấy, ở trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Song Phú ấy. Thì có một người ở trong nhóm Địa Long nhắn tin kêu Dương Vi gỡ bài xuống mà Dương Vi không gỡ. Dương Vi sẽ đi vào cái nhóm của bọn Địa Long này sâu hơn thông qua cái nick của Sophia Ngọc Nguyễn, mà Sophia Ngọc Nguyễn viết đến giờ là 1210 bài.
Chào chị Lê Sang Nguyễn. Nói về cái nhóm Địa Long này là Sophia Ngọc Nguyễn với tên Trinh Lê là cánh tay phải đắc lực, là cánh tay nối dài từ hải ngoại về nước. Đấy, mà Sophia Ngọc Nguyễn này với Phạm Hòa Bình đã về nước cách đây hơn một tuần. Mà Trinh Lê ấy, là kẻ ở Thanh Hóa đã bị cơ quan an ninh Thanh Hóa mời lên làm việc rất là nhiều lần, cũng ở trong cái nhóm hiến pháp trước đây của tên Biển Mặn, tự Dũng Biển Mặn ở Đắk Lắk á. Mà Dũng Biển Mặn bị bắt, sau khi bị bắt cái nhóm hiến pháp còn hiến pháp Mấn hiện tại vẫn đang ở trong nước. Nhưng cái bà Nguyễn Thùy á, biết chắc rằng không, Nguyễn Nguyễn Thùy ấy, biết chắc rằng là không thể trốn tránh được cơ quan điều tra an ninh nên đã chạy qua Thái Lan và đang sinh sống bên Thái Lan. Mà Phạm Hòa Bình, Trinh Lê nó từ cái nhóm hiến pháp ra. Còn Sophia Ngọc Nguyễn này là một người đấu tranh chống đảng nhà nước, sinh sống tại bên Mỹ, mà cũng bị rất là nhiều người cùng phe phái, tức là cùng hội nhóm Ba Sọc á, bọn Việt Tân ở hải ngoại đấu đá Sophia, nói Sophia là cộng sản nằm vùng đấy, nên bọn chúng đấu tố nhau rất là quyết liệt. Thêm vào đó nữa là có tên Tiger Nguyễn, mà Tiger Nguyễn là một tên chống cực cộng cực đoan rất là quyết liệt. Qua những đợt hắn live stream và xuyên tạc kêu gọi chống phá đảng nhà nước không hiệu quả thì hắn cũng gia nhập vào cái nhóm Địa Long. Đấy. Cái nhóm này nói về tiềm lực kinh tế nó cũng khá là mạnh, nó liên kết rất là chặt chẽ. Sau những cái đợt mà bọn chúng live stream không hiệu quả thì bọn chúng đã xác định rằng cái live stream ấy, kêu gọi mọi người trên cộng đồng mạng này nó không hiệu quả, nên bọn chúng chỉ viết bài, đăng bài, xong là thông qua YouTube một số người chia sẻ cái hình ảnh của vua Hùng Vương ấy, vậy với những bài viết của Cao Đức Toàn. Để thực hiện cái âm mưu của bọn chúng á, và mở rộng cái nhóm Địa Long này ở trên lãnh thổ Việt Nam thì bọn chúng đã về nước. Và sau khi ăn cưới bọn chúng đã đi rất là nhiều nơi, mang tính chất là lôi kéo những người tham gia trong nhóm Địa Long này tại tỉnh Vĩnh Long. Lôi kéo những người nào? Chủ yếu là những người thân, những người anh em trong gia đình của bọn chúng. Đấy là cái mục đích của bọn chúng. Mua thần bán thánh là vừa Nam Mô lại vừa Amen, vừa là theo đạo Phật, vừa theo Thiên Chúa, chả biết ra làm sao cái nhóm này. Đây, Dương Vy có thể cho mọi người xem qua hình ảnh của Sophia Ngọc Nguyễn đã chụp. Đây là những cái thành phần ở trong cái nhóm Địa Long nhé. Đấy, thành viên đấy.
nổi lên là cái tay đầu bạc này, cái đứa con gái này, đây là người nhà của Sophia này, Sophia Nguyễn đây, Phạm Hòa Bình đây, đây Phạm Hòa Bình. Đó là nhóm Địa Long. Đây bọn chúng lấy hình ảnh vua Tổ Hùng Vương đây để kêu gọi. Còn tên này là Cao Đức Toàn. Tiến sĩ Cao Đức Toàn. Cái hình ảnh chủ đạo của bọn chúng, lá cờ của bọn chúng lại sử dụng cái lá cờ này. Đấy, không dùng cái lá cờ ba sọc đỏ đâu. Đây, vừa Nam Mô vừa Amen. Đây là hình ảnh của Cao Đức Toàn. Chả biết coi đạo là vừa Nam Mô vừa Amen như cái nhóm Địa Long do tên Cao Đức Đoàn cầm đầu. Đây, cánh tay phải đắc lực. Đây. Đây là người ở trong nước mà tiếp nối cánh tay của Sophia Nguyễn với Trinh Lê Phạm Hòa Bình đây. Vâng, Zumbi chào tất cả mọi người nhé. Mà tên Cao Đức Toàn á, ở trong chương trình An ninh TV nó có nói về tên Cao Đức Toàn một lần, bởi vì chống xuyên tạc, chống phá đảng nhà nước thông qua một cái diễn đàn gì của quốc tế đó, nói về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Đấy. Ở đây có rất là nhiều người theo dõi cái nhóm đấy rất là lâu. Nhiều người biết rõ lắm nhưng mà không tiện ra mặt ở trên diễn đàn, cũng không hay lên diễn đàn để nói chuyện. Dương Vi xem cái danh sách thành viên nó cơ bản ở trong nước như thế nào. Hôm qua là nó khoảng 18 người rồi.
cái đám dân chủ cuội, cái đám như Trinh Lê này, Phạm Hòa Bình này, Sophia này, nhiều người chia sẻ bài viết của tên Cao Đức Toàn, phong Cao Đức Toàn là thánh sống, đấy, là người có thể đứng giữa trung tâm vũ trụ thay thế vua Hùng Vương, đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng một nền quốc gia độc lập mới theo cái kiểu mà bọn chúng tư duy là theo tư bản chủ nghĩa, đại ý là thế. Mà các tôn giáo, đạo giáo, những đạo chính thống được nhà nước công nhận đấy, như đạo Phật này, Thiên Chúa này, Tin Lành này, rất là nhiều đạo được nhà nước công nhận rồi, thì những cái đạo đó thì người ta đã có trải qua hàng trăm năm lịch sử phát triển và hình thành. Nhưng những cái đạo vừa mới ra đời, nhiều lúc bọn chúng nói câu trước đá câu sau nó không phù hợp. Như Nam Mô lại Amen thì nó vừa đạo Phật lại vừa Thiên Chúa. Như vậy thì bọn chúng chả mua thần bán thánh là gì. Ở trong nước có tên Hải Vũ này, là một tên rất là trung thành. Hải Vũ Cao Đức Thắng, John Nguyễn, Văn An Lê, Huỳnh Nhi, Tô Đức Đoàn, Nguyễn Thị Liên, Khai Tâm, MC Như Huỳnh, Hiền Lê, Thanh Dương, Huỳnh Chân, Tuấn Nguyễn, Hùng Trung, Ben Sơn Nguyễn, Bá Hy, Tiếu Ngạo Rồng, Vũ Phong, Sophia Ngọc Nguyễn, Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Nhâm, Nam Phong, Âu Mấn Việt. Hoa Sen, Đỗ Chi, Cao, Tố Thanh, Ngọc Lan, con Đông Nguyễn, Hương Mai, Ngọc Lan Amen, Ngô Tuấn Uyên, người con đất Việt, Lê Thị Ba, Vương Lê, Đắc Dinh, Thanh Châu Nguyễn, Giang Nguyễn, Đạo Tâm, Mộc Đức, Phương Lâm, Hoàng Vương, Hồng Ngọc, Kim Mai, Phạm Thị, Nguyễn Văn Phong, đấy là cái danh sách của bọn chúng.
lợi dụng lá cờ vàng ba sọc ấy đi đấu tranh ở khắp nơi trên thế giới, sao là cả trong nước mà không thu lợi được cái thu được cái kết quả gì. Đúng. Thì bọn chúng lại đem cái hình ảnh vua Tổ Hùng Vương đời thứ nhất, vua Tổ Hùng Vương á, ra để làm cái bàn đạp để bọn chúng mua thần bán thánh, lợi dụng vào việc đó để kêu gọi mọi người tham gia vào cái tổ chức Địa Long của bọn chúng đấy. Đối với việc bọn chúng thành lập cái nhóm Địa Long ấy, nó chưa nói lên được cái điều gì cả, nhưng trước đấy thì những cái kẻ này đã từng livestream tham gia vào nhiều cái tổ chức phản động và đi ở các diễn đàn phản động ở hải ngoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, tham gia biểu tình ngày mùng 10 tháng 6 2018, mùng 2 tháng 9 2018. Đấy, 22 tháng 12. Đấy là những ngày mà bọn chúng nó kêu gọi biểu tình. Trong đó có Trinh Lê, Phạm Hòa Bình, nó từng ở trong cái nhóm Hiến Pháp mà tham gia ở các diễn đàn như thằng Lê Minh Thể, Dũng, thằng Dũng Biển Mặn. Còn thêm cái thằng đầu bạc nữa, Huỳnh Trường Ca. Đấy là bọn chúng tham gia vào những cái diễn đàn đấy mà Huỳnh Trường Ca, Dũng Biển Mặn, Lê Minh Thể đã bị bắt sau ngày 2 tháng 9. Dương Vi cho mọi người xem một cái hình ảnh người này đã từng tham gia vào cái phong trào của bọn chúng này. Đây, mọi người biết ai không? Người này á, ngày trước tham gia vào cái việc đấu tranh của bọn chúng rất là nhiệt tình. Nhưng mà sau ngày mùng 2 tháng 9 ấy, vợ của anh ta bị bắt, tức Ngọc Lan á, bị bắt và đang thụ án tại Đắk Lắk này, thì gia đình anh đã xáo trộn lên và anh ta đã rất là căm ghét cái đám cờ vàng ba sọc ở hải ngoại, đã tuyên truyền chống phá nhà nước, làm cho nhiều người gia đình tan nát, thân bại danh liệt. Đúng rồi, anh Trương Đồng Khởi, đó là Trần Côi. Mà sau đấy Trần Côi đã kêu gọi mọi người đừng có nghe cái đám Tân Thái Benny Trương đấy, bọn Mimosa Trúc Hoàng Lê các thứ ấy. Hắn cay ghét đắng cái đám đấy, bởi vì toàn lừa đảo thôi. Chào Phạm Sinh Hoa. Mà đến bây giờ nói về cái nhóm Địa Long này này, bọn chúng đi đâu vẫn lấy cái quyển hiến pháp ra để làm cái lá chắn, gọi là kim bài miễn tử cho bọn chúng á. Nhưng mà trước sau thì bọn chúng sẽ bị
cơ quan an ninh điều tra người ta bắt và khởi tố. Dương Vi chỉ hy vọng rằng tên Phạm Hòa Bình, Trinh Lê sẽ bị bắt và khởi tố theo cái điều 109, 117, 331 của Bộ Luật Hình Sự sửa đổi. Đó. Và cộng thêm cái điều 8, điều 9 của Luật An ninh mạng mà bọn chúng đã từng vi phạm năm 2018. Mà cái Luật An ninh mạng áp dụng vào 2019, nhưng mà trong năm 2019 thì bọn chúng đã vi phạm ngay tại ngày hôm qua ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, bởi vì bọn chúng đã cầm điện thoại livestream vu khống cơ quan chức năng, có nghĩa là lực lượng công an làm việc như thế này nọ, làm gây rối mất trật tự an ninh tại cổng cơ quan. Người dân người ta cũng đã rất là bức xúc đấy. Đúng rồi, chị Thị Tuyết Nhung Phan, đi theo bọn chúng ấy thì nhiều người người ta trục lợi cá nhân, người ta ôm được tiền như con Uyên Thùy ấy, chạy đi sang Thái Lan rồi. Nói to thêm một chút à. Còn cái tên Nguyễn Thanh Già ấy, thì vi phạm cái Luật An ninh mạng rất là nghiêm trọng, vu khống đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ấy, không phải đại biểu đâu mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Trung Quốc để đàm phán ngoại giao, là bảo bán tỉ đảo Hoàng Sa, đảo Trường Sa, tức là đảo Tư Chính cho Trung Quốc đấy. Tên Nguyễn Thanh Già. Bây giờ rất là nhiều các thành phần ở trong nước tham gia nhiều cái diễn đàn chống phá Đảng nhà nước ở hải ngoại thông qua cái sự kiện ở đảo Tư Chính, mà xung quanh cái đảo Tư Chính ấy, thì Trung Quốc người ta đem tàu thuyền đến đấy để thử cái địa chất ở đấy, nhưng mà lực lượng chức năng chấp pháp của Việt Nam không cho người ta thực hiện cái ý đồ đó, thì bọn chúng đã nói rằng Trung Quốc đã chiếm đảo Tư Chính rồi. Muốn chiếm được quần đảo Tư Chính có phải đơn giản đâu. Chào Nguyễn Sao Mai, chào Bằng Nguyễn. Không, diễn đàn của em ít lắm, bởi vì cái bọn phản động nó ít vào cái diễn đàn của em. Rồi chỉ có mong sao có cái đám nguyên soái vịt các thứ nó vào đây để tranh luận, để nói chuyện, để chửi cho bọn nó một trận.
Riêng cái diễn đàn hôm qua hôm nay á, Tân Thái bên Lê Trương kêu gọi người dân hôm nay xuống đường biểu tình, có ai xuống không? Từ Bắc cho đến Nam có ai xuống không? Mà thế khi nào bọn chúng thấy ở trong nước người dân hưởng ứng bảo là úi rồi mọi cái nó chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị chỉ hẹn ngày giờ xuống đường thôi là bọn nó lốc những người vào cái diễn đàn của bọn chúng như Dương Vi này vào đấy là bị bọn nó lốc hết. Đúng rồi, chúng nó chỉ có nhồi sọ tẩy não được những người già con nít kém nhận thức hiểu biết thôi. Cái đấy là đúng rồi đấy. Đấy là nói về cái nhóm Địa Long, còn bây giờ Dương Vi sẽ nhắc lại cái sự ra đời của lá cờ vàng ba sắc đỏ. Mọi người còn nhớ năm 1883 đó là cái sự kiện giặc Pháp nổ súng tấn công ở miền Nam Việt Nam. Địa danh ở Dương Vi không nhớ lắm, nhờ mọi người cứ vào gõ cái hiệp ước Quý Mùi 1883 thì nó sẽ ra. Chính cái hiệp ước đó đẩy Việt Nam vào cái tình thế miền Nam, có nghĩa là Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ, Bắc Kỳ là dưới sự bảo hộ của Pháp. Bảo hộ là sao? Có nghĩa là mất hết quyền về ngoại giao, quyền lợi về quân sự. Đấy. Thì bọn chúng đô hộ Việt Nam ở chỗ đó. Từ 1883 cho đến 1887. Trong cái giai đoạn đó, chúng bắt ép người dân Việt Nam khai phá, khai hoang đất đai, đào quặng vàng bạc đá quý để làm công phẩm đem nộp cho bọn chúng. Từ năm 1887, cuối năm 1987, 1887, không phải 1987 mà 1887. Lúc này là vua gọi Thành Thái đã lên ngôi. Thì cho quan triều đình đem cái cống phẩm qua Pháp để cống cho Pháp. Sau khi sang đến bến cảng Pháp á, thì các nước thuộc địa có cờ, đều có cờ để cắm trên bong tàu, thì hải quân Pháp mới cho tàu cập bến, nhưng mà Việt Nam lại không có. Thì lúc đó vua quan sử dụng cái vải vóc các thứ gấm ghiếc các thứ là màu chủ đạo, chủ yếu màu vàng và màu đỏ. Thì trong lúc tình thế cấp bách như vậy, bắt buộc thế bí, không có cờ nên là hải quân không cho, hải quân Pháp không cho tàu của đám vua quan triều đình này này, đám quan triều đình cập bến. Thì bọn chúng đã nghĩ ra cách lấy cái khăn trải bàn làm màu vàng, cho cái đội tỳ nữ đi theo ấy, may thêm ba cái đường sọc màu đỏ vào. Đấy, thành cái lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên boong tàu.
Thì lúc này hải quân Pháp mới cho tàu đi nộp cống phẩm ấy, cập bến. Sau một thời gian quay về thì cái đám quan lại này cũng tâu lên vua Thành Thái, nói là đi sứ ở bên Pháp không có cờ nên người ta không cho cập bến, thì lấy cái khăn trải bàn may và lấy cái đường chỉ ba sọc đỏ này, cũng lấy lá cờ đó đưa cho vua Thành Thái xem. Sau khi vua Thành Thái xem á thì cứ để đấy, tâu rằng là từ đầu đến đuôi như vậy. Vua Thành Thái xem, nhưng đến năm 1890 lúc đấy vua Thành Thái không chịu được cái áp lực ngày càng lớn tới của thực dân Pháp ấy, thì đã cho người ta sử dụng cái chiếu thư, xuống chiếu thư bảo lấy cái lá cờ cái màu vàng ba sọc đỏ, cái lá cờ là cái lá cờ của cái đám triều đình, là lá cờ ba sọc đỏ bây giờ của đám Ngụy á, là cờ bọn chúng để đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhưng trong lúc đấu tranh ấy lại đi tuyển dụng những người ở ngoài thành rất là giỏi, tức là Ngô Đình Khả. Mà Ngô Đình Khả sau này á cũng là một tên quan khét tiếng, dã man tàn bạo đấy, theo phương pháp. Ngô Đình Khả, Nguyễn Bính, nhờ Nguyễn Bính, Nguyễn Bình, Nguyễn Bình sau bị gặp Pháp giết, còn Ngô Đình Khả lại quay sang ủng hộ cho thực dân Pháp và bắt những cái chiến sĩ yêu nước từng tham gia đấu tranh với ông á, nhiều người chết đi rồi hắn vẫn cho quân lính đào xác lên và trộn lẫn với thuốc súng bắn ra biển. Đấy. Sau cái lá cờ 1890 được sử dụng này, 1920 được sử dụng, và sau này từ năm 1948 lại được sử dụng cho đến năm 1954. Sau 1954 thì lại lại Ngô Đình Diệm, tức là con trai của Ngô Đình Khả, lại được xây dựng lên. Lúc này lại tiếp tục dùng cái lá cờ ba sọc đỏ chia cắt hai miền Nam Bắc ở vĩ tuyến 17 á. Cái lá cờ này trải qua hơn tám mấy năm, 85 năm, trong cái giai đoạn từ năm 1890 cho đến 1975. Cái lá cờ này kết thúc và không còn hiện diện trên đất Việt Nam này từ năm 1975, sau đời tổng thống cuối cùng đó là Dương Văn Minh. Mà nói chung ấy, cái lá cờ này nô lệ từ năm 1887 cho đến 1973. Sau giặc Pháp rút lui vẫn được tiếp tục sử dụng 2 năm nữa, từ 73 đến 75, giặc Mỹ, đế quốc Mỹ. Sau khi ký cái hiệp định Geneva năm 1973 thì quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam, thì cái đám chính quyền ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn vẫn sử dụng thêm 2 năm nữa, từ 1973 cho đến 1975. Đấy. Chào Lê Liên, anh chào em.
Nhưng mà nói chung á, cái lá cờ ba sọc đỏ này này là bọn chúng sinh ra chỉ làm nô lệ, cúi đầu trước thực dân và đế quốc. Trải qua hơn 80 năm từ năm 1883 1883 đến 1945, sau 1945 lại tiếp tục từ 1948 cho đến 1954 cúi đầu trước thực dân Pháp, từ 1954 đến 1973 đế quốc Mỹ, và kết thúc nó cũng vào 2 năm sau đó, tức là vào năm 1975. Nhưng mà hà cớ chi cái đám ba sọc lưu vong ở hải ngoại bây giờ đi đến các nước như Pháp, Úc, Canada, Mỹ vẫn có cái lá cờ đó, bọn chúng rêu rao rằng là lá cờ của tổ tiên. Nhưng mà tổ tiên của chúng tôi á, trước năm 1883 không làm nô lệ cho bất kỳ thành phần nào ở ngoại bang. Nhưng mà sau 1887, tức là có lá cờ vàng ba sọc đỏ này, đem cống phẩm đi sứ Pháp nộp cho Pháp, thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức trở thành nô lệ. Mà đến bây giờ thế giới người ta vẫn biết rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này là lá cờ ngụy nô lệ, mà bọn chúng vẫn tự hào lắm, vẫn sử dụng cái hình ảnh cái lá cờ đó rêu rao khắp nơi, tự sướng với nhau, xong đòi đấu tranh lật đổ đảng nhà nước, lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ. Lê Liên, lúc nãy anh vừa nói xong rồi, đạo Phật Amen á. Phật thì còn Amen. Nếu mà có Nguyễn Ngọc Lan lên chia sẻ thì cho Nguyễn Ngọc Lan lên chia sẻ. Nguyễn Ngọc Lan hay hơn, Nguyễn Ngọc Lan theo cái đội này được lâu nên là biết rõ về cái đám gọi là A Di Đà Phật lại ạ. Amen ấy. A Di Amen. À, Dương Vy lúc nãy nói còn quên một chi tiết, đó là tên Phạm Hòa Bình này này từng cấu kết với tên Dũng Tuấn Thanh Borrero. Tuấn Thanh Borrero này là người theo đạo Công giáo, quê ở Lương, ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Mà Dương Vy cũng làm riêng một cái diễn đàn dành Tuấn Thanh Borrero ấy. Đó. Bây giờ ở Đài Loan nó có hơn 200 người nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ thông qua cái đạo gọi là Tin Lành hay là cái đạo Công giáo ấy, mà Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân đã từng sang bên Đài Loan. Trong đó có Trinh Lê, cái Phạm Hòa Bình, Tuấn Thanh Borrero cũng ở trong nhóm đấy. Đấy. Mà loằng ngoằng Tuấn Thanh Borrero sau này cũng tham gia vào nhóm Địa Long của tên Cao Đức Toàn, tiến sĩ dởm này.
Chào ngoại bin. Có ai lên chia sẻ cùng Dương Vi không? Hôm nay rảnh rảnh muốn giao lưu tâm sự với mọi người chút. Riêng cái nhóm Địa Long là nó xác định cái hình thức đấu tranh mới, nó vẫn ra mặt nhưng mà nó thông qua tuyên truyền cho người dân về cái mê tín dị đoan để chống phá chính quyền nhà nước, đấy, lôi kéo người dân tham gia vào cái tổ chức của bọn chúng. Mà quốc tổ Hùng Vương của bọn chúng á, bọn chúng cho rằng là người của vũ trụ, là cõi tiên, cõi thần, nên là tên Cao Đức Toàn là người người đứng ra thay thế vua Hùng Vương thứ nhất, nên Cao Đức Toàn nói gì là chúng giáo dân của bọn chúng á, những người mê tín nghe theo bọn chúng phải nghe theo tên Cao Đức Toàn hết, là ý là vậy. Bây giờ bọn chúng rất là manh động. Như Sophia Ngọc Nguyễn này dám về nước. Phạm Hòa Bình về nước. Đó là cái sự liều lĩnh của bọn chúng. Chào chị gái thân yêu nhá. Chào Tuấn Nghĩa. Chào chị Diệu Lê. Đấy, nếu mà cái đám dân chủ cuội có đang lấp ló ở bên ngoài diễn đàn thì sang nhà Trần Côi nghe Trần Côi chửi cái đám Tân Thái Benny Trương lừa đảo người ta để nhiều người vào tù ra tội như thế nào. Nhiều cái diễn đàn ở trong nước cũng rất là hay, nhưng có cái diễn đàn Trần Khải, cái tức Châu La Khải á, cái gì tên là nửa nạc nửa mỡ này này, nó nói nhiều cái cũng rất là hay, nhưng mà không phải Dương Vi cổ suý đồng ý hết tất cả những lời nói của hắn, nhưng mà hắn nói có nhiều cái hay và đúng. Người dân ở trong nước ấy đừng có ảo vọng ảo tưởng đi theo cái đám phản động ở hải ngoại, vì 5-7 đồng, 100 đô, 200 đô mà chống đối đảng nhà nước, a dua theo người ta xuống đường biểu tình biểu tọt, lên mạng chia sẻ like, chia sẻ bài người ta, những bài viết phản động chống đối đảng nhà nước ấy, vào tù ra tội. Cái thực tế nhất
mà người dân ở trong nước muốn đấu tranh ấy, thì đấu tranh cho chính gia đình mình đi. Đó là làm sao? Lao động và sản xuất, thương yêu vợ con, đó là cái đấu tranh cho chính gia đình mình rồi. Muốn yêu nước thì phải yêu chính gia đình mình, yêu chính bản thân mình trước, yêu gia đình, yêu đồng bào, hàng xóm, láng giềng. Còn muốn để cho xã hội phát triển á, thì hãy đấu tranh chống những cái tiêu cực ở ngay tại địa phương mình, như tham ô, tham nhũng. Tham ô ở đây không phải là tham ô về tiền không nhé, mà rất là nhiều cái tham ô về quyền lực, tham ô về địa vị. Cho nên phải đấu tranh tại địa phương mình đi. Thứ như tại cơ quan hoặc là tại xã, phường mình cư trú có nhiều cái nó không đúng thì mình phải phản ánh một cách khách quan đến người lãnh đạo cao nhất tại địa phương đó. Mà không giải quyết thì mình có quyền viết đơn tố cáo hoặc gặp cấp trên người ta để yêu cầu giải quyết một cách dứt điểm một cái vụ việc, sự việc nào đó. Nếu mà người ta không làm được thì mình phải tiếp tục đấu tranh cho nó đúng theo trình tự thủ tục của pháp luật, không phải như cái đám dân chủ cuội, đám tú lê dân oan đất đai kia đâu nhé. Cái ông mắt nháy nháy kìa đấy, lúc nào cũng nói luật, nhưng mà chính ông ấy, lên diễn đàn ông còn nói toàn bộ dân người ta không đồng ý, có nghĩa là chính quyền địa phương, cơ quan chủ tịch huyện của ông ấy làm sai. Sai hay không các ông phải dựa vào luật, mà các ông không nắm rõ thì nhờ luật sư người ta tư vấn cho. Lúc nào các ông cũng bảo là cái đất đai chúng tôi cư trú ở chỗ này bằng này năm thì nhà nước phải trả tôi bằng này tiền, bằng này tiền. Cái đó là sai. Cái đó nó thuộc nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương của ông nhá, Tú Lê nhá. Đó, riêng về cái việc của Tú Lê nó chỉ là đơn giản chỉ là vậy thôi. Mà người dân muốn đấu tranh á thì người ta đấu tranh thực tế. Thí dụ như muốn phát triển kinh tế thì mình phải làm sao? Không có vốn thì lên cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gặp các ban ngành đoàn thể. Như nông dân có hội nông dân, cựu chiến binh có hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, các khối đoàn thể đó. Thì hầu hết ngân hàng chính sách người ta giao cho các tổ trưởng của các, có nghĩa là cho những người gọi là ví dụ chủ tịch phụ nữ này, bí thư đoàn thanh niên xã này, chủ tịch cựu chiến binh này, đấy người ta phụ trách cái món bay vốn phát triển kinh tế đó. Nếu mà các ông làm được thế thì các ông mới nói nhà nước, chính phủ hay chính quyền địa phương mới không đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các ông, các bà. Nhưng mà cái này các ông, các bà có làm đâu, cứ toàn cầm điện thoại ra ngoài khơi là hở tí là luật, hiến pháp. Mà thực tế các ông, các bà có biết dưới cái hiến pháp nó còn có luật để làm gì không? Để nó khống chế những cái kẻ dân chủ cuội
mà dưới luật nó còn có nghị định, thông tư, hướng dẫn của chính phủ, mà ở dưới chính phủ, đúng rồi, dưới chính phủ còn có nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã phường. Mà cái nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ấy, là cái quan trọng để các cấp ở bên dưới thực hiện, thực thi theo cái nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mà các ông không biết cái gì cả, các ông cứ dở luật ra là các ông đòi đền bù đất đai cũng vậy. Mà quy định của từng địa phương nó phù hợp. Ở Lê Liên có kim bài miễn tử rồi à? Thôi học tập Lâm Trinh Lê, Phạm Hòa Bình. Còn cái mụ Uyên Thùy cái khôn hơn là bà ấy cuốm được ít tiền, lừa đảo cái đám cùng nhóm hiến pháp ấy, chạy qua bên Thái Lan rồi. Nhưng mà sống ở bên đấy cũng khổ lắm, sống lay lất như hành khất ạ. Mà trịnh hội hôm trước cũng làm cái gọi là cái diễn đàn để tập hợp những người có nhu cầu để đi qua nước thứ ba, đi Canada này, Úc này, Mỹ này. Đấy, ở bên Thái Lan á. Mà trịnh hội là cũng là một tên chống cộng cực đoan, là một tên lừa đảo. Nên là tìm được người bảo trợ rồi. Ví dụ cái ông bảo trợ, tìm được 5 người bảo trợ cái ông A à. Nhưng mà cái số tiền bảo trợ người ông A nó chỉ có khoảng 5.000 đô thôi. Nhưng mà thực chất hắn đã cho các nhà bảo trợ ấy, bảo trợ lên đến 7-8.000 đô. Thì 3.000 đô hắn đã bỏ túi rồi với cái đám kiền kiền, cái đám tay chân của hắn á. Đất nước mình nói chung là nó còn nhiều cái chưa được như các nước tư bản, nhưng mà cái cuộc sống người dân ở Việt Nam nó có tình nghĩa hơn như bọn tư bản ở hải ngoại rất là nhiều. Thêm vào đó nữa, nó còn có cái tình làng nghĩa xóm, anh em máu chảy ruột là. Người ta lúc ốm đau bệnh tật, người ta đến đi lại thăm nom. Mà trời cao có đức hiếu sinh ấy, mình còn phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà cái đám đó nó có biết cái điều đấy không? Bước chân vào để làm những cái kẻ đấu tranh dân chủ cuội, trở thành người phản động, thì đồng nghĩa hơi phản bội quê hương đất nước. Phản bội quê hương đất nước có nghĩa là cắt đứt tình nghĩa cha con, anh chị em, hàng xóm láng giềng. Mà Dương Vi cũng đã nói nhiều rồi, đã lao vào cái con đường phản động á, chống đối đảng nhà nước, chống đối chính quyền nhân dân như vậy, thì những anh em trong họ hàng, cả con cháu mình sau này cho dù học tập giỏi đến mấy thì người ta cũng không dám nhận vào làm công ty doanh nghiệp hay là vào cơ quan nhà nước. Đặc biệt các công ty doanh nghiệp người ta cũng tuyển dụng vào chỉ làm công nhân bình thường, không thể bước lên làm một người lãnh đạo, đứng cái vai trò chủ chốt ở trong công ty, các nhà máy xí nghiệp được. Ngay cả quê hương đất nước còn phản bội được, huống chi là một cái công ty doanh nghiệp nho nhỏ. Ngay cả cha mẹ thì bọn chúng còn bỏ đi được, huống chi là người lãnh đạo công ty, người dưng nước lá. Loằng ngoằng nó còn
phế truất, bán luôn cả công ty. Cái điều đó thì người ta không nghĩ đến, nên không bao giờ người ta sẽ tuyển dụng những cái kẻ đã chống đối chính quyền, chống đối nhà nước, mà hồ sơ lý lịch nó đã không trong sáng, thì con cháu người ta cũng không dám tuyển dụng. Nói ra sự thật thì nó đáng lòng đấy, nhưng mà bắt buộc phải nói thôi. Đấy, như Trần Côi ấy, tham gia vào đấu tranh trước tháng 6 2018 vẫn còn hăng lắm. Đến cuối tháng 9 2018 vợ bị bắt một phát, ông ăn không ngon ngủ không yên, đặt tay lên trán suy nghĩ mới biết là cái con đường mình đấu tranh là đi lệch hướng, đi sai. Nên bây giờ ý đường hướng đấu tranh của Trần Côi ấy, thì Dương Vi còn chấp nhận được, đó là chống lại những cái tiêu cực ở xã hội, chống lại một số thành phần quan lại địa phương tham ô sách nhiễu nhân dân đấy, thì cái đó Dương Vi ghi nhận. Cái đó không những người dân bình thường đang chống mà nhà nước, toàn đảng, toàn dân, toàn quân người ta đang chống. Ngay cả Dương Vi cũng đang chống cái đám phản, gọi là tham ô tham nhũng phản quốc đó. Riêng cái đám tham ô tham nhũng là cái đám nguy hiểm hơn cả cái đám Tân Thái Benny Trương này rất là nhiều. Bởi vì có tham ô tham nhũng nó sách nhiễu nhân dân như vậy thì mới xảy ra cái tiêu cực, mới xảy ra cái tình trạng là người dân người ta bị những cái thành phần phản động ở hải ngoại người ta kích động, từ những cái bức xúc đó xảy ra những cái sự việc, những cái điểm nóng ở một số địa phương. Mà từ trước đến giờ những cái vụ việc xáo xào lên cũng bị những cái kẻ phản động ở hải ngoại nó kích động. Ví dụ như yêu Trịnh Xuân Thanh đấy, đấy là cái việc mà bọn chúng đã từng kích động, đấy là hình thành cái điểm nóng như 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 Formosa Hà Tĩnh, luật đặc khu. Mà thực tế những người dân trong nước đi biểu tình không biết cái luật đặc khu là như thế nào, luật an ninh mạng ra làm sao mà cũng đi biểu tình đấy, thế mới khổ. Thực tế những cái đám xuyên tạc viên ở hải ngoại với ở trong nước người ta biết rõ về cái lợi của đặc khu, lợi của luật an ninh mạng, nó bảo vệ người dân như thế nào, luật an ninh mạng còn đặc khu nó có lợi ích về kinh tế như nào và đưa đất nước phát triển ra làm sao. Cái điều đó cái đám dân chủ cuội với cái đám phản động nó biết, nhưng mà nó cố tình xuyên tạc, đặc biệt là các đài phản động ở hải ngoại như Vietlite, BBC, đấy, SABT. Nhưng mà bọn chúng cố tình xuyên tạc ấy. Như đảo Tư Chính vừa rồi cũng vậy. Rõ ràng là tàu của Trung Quốc người ta lướt qua gần cái bãi san hô cách đảo Tư Chính hàng mấy chục hải lý, còn chưa đến đảo Tư Chính mà bọn chúng bảo đảo Tư Chính đã mất rồi. Thế cơ đấy. Đấy là sự xuyên tạc trắng trợn.
nhiều người ấy, người ta không biết đạo tư chính như thế nào, nhưng qua các diễn đàn phản động nghe người ta nói như vậy á, cũng bảo là đảo Tư Chính nó bị Trung Quốc nó chiếm đóng tiếp rồi. Mà muốn chiếm được đảo Tư Chính nó có phải đơn giản không? Bây giờ Việt Nam có phải như cái thập niên 80 của thế kỷ trước đâu. Mà hơn nữa, riêng cái Biển Đông á, Việt Nam có cái đường dài bờ biển gắn với đất liền hơn 2.000 km. Như vậy có tàu sân bay nào đánh lại được Việt Nam không? Cái tàu sân bay đất liền Việt Nam nó chả ác hơn những cái tàu sân bay di động ở trên biển à? Bất kỳ những cái hoạt động nhỏ nào ở trên biển đều được radar ở đất liền người ta phát hiện. Kể cả chiến hạm chiến hiếc đi vào Biển Đông, đi vào cái hải phận của Việt Nam đều bị phát hiện nếu không thông báo kịp thời có đang bị bắn là chuyện bình thường. Các vị nói là chiến tranh nó đơn giản, chiếm biển đảo nó đơn giản. Trước khi nó xảy ra chiến tranh nó phải trải qua rất là nhiều cái công đoạn. Có phải đánh úp sọt được không? Ngày trước ấy mà đánh úp sọt mang tính chất yếu tố bất ngờ thông qua đường không, đường biển. Nhưng mà bây giờ radar vào không phận nước nào, giờ nào người ta biết rồi. Việt Nam không hề muốn chiến tranh, nhưng mà muốn tránh được chiến tranh ấy, phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Đó là cái câu nói của các bậc tiền bối nói rồi. Tại sao Việt Nam phải mua sắm vũ khí, đạn dược, máy bay hiện đại, tàu ngầm hiện đại, tên lửa cũng hiện đại? Riêng Việt Nam mua sắm vũ khí không phải là chống nước nào hết, cũng không phải là chống Trung Quốc, không phải chống Mỹ, không phải chống Campuchia hay Lào. Việt Nam mua vũ khí để tự bảo vệ mình, để nâng cao cái trình độ quân sự hóa của Việt Nam lên theo cái xu thế của thế giới. Chiến tranh đối với Việt Nam thế là quá đủ rồi. Ở trên đất nước Việt Nam không có tỉnh nào không có nghĩa trang, không có tỉnh nào không có gia đình thương binh liệt sĩ cả. Cho nên á, lãnh đạo Đảng nhà nước người ta xác định muốn đất nước không có chiến tranh phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Cái điều đó đang cụ thể hóa mua sắm những thiết bị vũ khí hiện đại để trang bị cho những lực lượng hiện đại tinh nhuệ.
Nhưng mà cái đám Ba Sọc á, nó có biết rằng cái chiến tranh đau thương thế nào không? Bọn Ba Sọc này được hưởng lợi từ chiến tranh rất là nhiều. Ngày trước ấy, những cái đám gọi là ngụy quyền ấy, được hưởng lợi từ chiến tranh, tham ô tham nhũng cũng từ chiến tranh mà ra. Còn đám ngụy quân đó cũng chỉ là những kẻ bù nhìn, những kẻ chết thế thôi. Tại sao Dương Vi nói là cái đám ngụy quyền ấy, tham ô tham nhũng? Bởi vì cái đám ngụy quân á muốn thăng chức thì cũng phải hối lộ, muốn không ra chiến trường đấu súng với những người lính cộng sản cũng phải tiền. Có lẽ tại sóng anh Lý Nguyễn. Thôi em kết thúc live ở đây này.